cái này lắp sau nhé, cái này lắp sau nhé. Nhưng mà có dây điện đi chứ sáng. Thế à? Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với Hà Nội Computer. Thì hôm trước có một anh khách liên hệ với mình và đã build một bộ PC tới giá là 186 triệu lận. Và bộ PC này thì có rất là nhiều những linh kiện chất cao. Nhưng mà một điểm đặc biệt là có một bộ là tải nhiệt nước vô cùng là đắt tiền. Và để có thể xử lý tải nhiệt nước thì mình đã gọi ở đây đó chính là một nhân vật vô cùng quen thuộc của chúng ta, đó chính là anh Tuấn Anh. Xin chào tất cả các bạn, xin chào Hoàng. Vâng, anh có thể nói kỹ hơn về cái bộ PC này không nhỉ? Anh cũng nghe qua trước về bộ PC này rồi. Thì cái bộ này có giá trị gần 200 triệu cho nên là gần như các linh kiện ở bên trong này ấy. Hàng top. Toàn là hàng top thôi. Đấy thì liệt kê qua một vài món nhé. Đây là có mainboard này, Z590 này, Maximus Extreme, CPU Core i9-11900K này. Rồi ở đây là RAM Corsair Dominator này, 32GB. Đúng rồi, là gần như cái RAM cao cấp nhất hiện nay rồi. Đây là hai bộ tức là 64GB. Đúng rồi, đây hai bộ nhé. Hai bộ rồi. Có SSD 980 Pro 1T này. Ôi, 1TB luôn. Đúng rồi, các đồ họa thì là Rockchip RTX 3080 Ti. Ui, này nhiều tiền phết nhỉ. Rồi. Thế còn bộ tản nhiệt nước thì có những gì nhỉ? Để tương xứng với linh kiện cao cấp này thì tản nhiệt nước cũng phải rất là cao cấp. Đấy, thì ở đây anh đã tư vấn cho khách hàng là bộ tản nhiệt nước của thương hiệu EK. EK là. Rồi, tất cả thành phần trong này đều là thành phần cao cấp. Thế bây giờ thì mình vào kho lấy thôi anh nhỉ? Ok, bây giờ anh em vào trong kho lấy hàng thôi. Ok. Đây là nhiều phết nhỉ? Đã đủ rồi chưa anh? Về cơ bản là đủ, tất cả linh kiện là đầy đủ hết rồi đấy. Chỉ còn vỏ cây với màn hình thì ở trên tầng 2 rồi. Vỏ cây màn hình trên tầng 2. Thế bây giờ thì còn đồ nước thì sao? Đồ nước thì anh đã để trên studio rồi. Rồi thế bây giờ anh em sẽ lên bên đấy thôi. Vâng, bây giờ mình cầm đống này lên đi nhá. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lo phần những thành phần linh kiện máy tính, mình sẽ lắp RAM, CPU với cả có thể là gắn thêm ổ cứng nữa. Còn anh Tuấn Anh thì bây giờ anh sẽ xử lý về vấn đề xem là đường đi nước sẽ như thế nào và cái layout ống sẽ như thế nào anh nhá. Ok, bây giờ anh sẽ thiết kế ở trong cây và em sẽ thiết kế ở phần main. Vâng, ok. Chúng ta bắt đầu nhá. Rồi, chúng ta có đây đó chính là mainboard ROG Maximus 13 Extreme. Nói chung đây là mainboard của hãng top của Asus rồi. Mình sẽ mở ra cho các bạn nhìn ở đây. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy ui, nặng đến vô cùng. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều những phụ kiện khác nữa. Đó, nhưng mà mình sẽ không sử dụng những phụ kiện này nhiều. Nên mình sẽ lắp thôi. Mình sẽ sử dụng cái hộp main để làm chỗ lắp. Ở đây chúng ta sẽ có Intel i9-11900K. Đây là CPU thuộc hàng top của Intel rồi. Và cái CPU này tuy là có 8 x 16 luồng thôi nhưng mà hiệu năng chơi game rất là tốt, rất là ổn. Việc lắp CPU đơn giản thôi. Cần mở cái lẫy này ra. Xong rồi nhìn xem là đặt đúng cái vị trí. Nhìn cái tam giác màu vàng và gắn vào. Đấy, lắc lắc một chút, thế ổn rồi. Thì gắn lại vào. Đấy, mở cái này ra thì tí nữa các bạn đút lại vào trong hộp thôi. Rồi mình sẽ unbox hai kit RAM 32GB đến từ Corsair. Đây là Corsair Dominator Platinum RGB. Đây là một kit RAM rất là tốt, có hiệu năng rất là cao. Bus của nó là 3200 lận. Đó, nhưng mà đối với Intel thì cái tốc độ RAM cũng khá là quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng AMD. Đó, mình sẽ mở ra từng kit một và mình lắp. Do là có tất 4 thanh nên là nó sẽ lấp đầy tất cả các thanh này. Mình sẽ không cần quan tâm quá về cái vị trí đặt thanh để có được cái đua channel. Mình cứ chỉ cần như thế mà lắp thôi. Rồi, anh Tuấn Anh đang lắp gì anh nhỉ? Anh đang lắp quạt và radiator thì... Radiator, đúng không? Cái radiator này anh tính sẽ đặt ở trên phần nóc cho nên là mình sẽ lắp quạt theo hướng này. Đây là theo hướng là gió là thổi vào hay là thổi lên? Cái thổi thì nóng ra ngoài. Thế thì chứng tỏ là anh cũng phải lắp thêm mấy cái quạt nữa ở đằng trước anh nhỉ? Ngồi ở đằng trước này sẽ thay bằng 3 quạt RGB của 3 quạt RGB. Nó sẽ giống 3 cái quạt này. Đấy, vâng. Đây sẽ thêm 3 cái quạt Masterfan MF1520 này cho tương đồng với cái này đúng không anh? Đúng rồi, nó sẽ giống nhau.
Cái dòng quạt này, này có điều đặc biệt là nó sẽ có vòng sáng kép, có nghĩa là ở phần lõi này có led này. Phần bên ngoài này nó sẽ có hai vòng sáng ở ngoài này và hình tù lê như kiểu hình pha lê ấy. Trông đẹp thế nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ lắp đó chính là SSD NVMe đến từ Samsung. Anh em biết rồi đấy, còn Samsung SSD 980 Pro này thì là một trong những SSD có hiệu năng rất là cao trên thị trường và được đánh giá rất là cao bởi những người sử dụng. Bây giờ mình sẽ lắp đặt nó. Tí SSD xuống. Rồi. Một điểm rất hay ở trên cái mainboard này đó chính là nó có rất nhiều cái hệ thống tản nhiệt, các bạn có thể thấy là rất là dày. Về tản nhiệt VRM, tản nhiệt của cả SSD NVMe nữa cũng rất là dày để khiến cho cái nhiệt độ hoạt động của chiếc máy này ở mức mát mẻ nhất. Bây giờ thì mình đã hoàn thiện xong công việc đó chính là lắp CPU, RAM với cả SSD vào đây rồi. Bây giờ mình đang đợi anh Tuấn Anh để anh Tuấn Anh có thể lắp RAT vào. Anh lắp RAT xong chưa anh? Sắp xong chưa anh? Trong lúc đấy anh phát hiện ra là sẽ phải tháo một vài thứ trong cây ra thì mới có đủ diện tích để lắp. Nên là bây giờ sẽ chỉnh sửa cây một chút đã. Vì con cây này bản chất nó là một cái cây có rất là nhiều tùy biến khác nhau. Cho nên là em nhìn ở trong này, cái linh kiện này họ đã lắp sẵn rất là nhiều. Cho nên là những cái này nếu cái nào mình dùng đến thì mình giữ lại, còn những cái nào mình không sử dụng tới khi mà lắp custom ấy thì mình sẽ phải lược bỏ bớt đi. Thế thì mình sẽ tháo cái này ra đã. Ok, bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cây này thì anh nhớ là cũng phải trên 10 triệu. Trên 10 triệu. Cây trên 10 triệu nó phải khác đúng không anh? Rồi. Đây có phải limited edition không nhỉ? Hay là... Thực ra con cây này nó chỉ là một con bình thường thôi, nhưng mà cái điều đặc biệt của nó là một cái cây thuộc dạng là flagship, có nghĩa là dòng cao cấp nhất của thương hiệu rồi, cho nên là những cái linh kiện bên trong nó làm rất là chỉnh chu. Ở đây mình đã chọn lựa chọn một con nguồn có cái màn hình hiển thị ở đấy, đó chính là con nguồn Acer Thor 1200W. Thì đây là con nguồn, tuy nó có một cái màn hình nhỏ để hiển thị thông số nhưng mình lại lắp với cả một cái vỏ cây, nó không hở ra cái phần đấy. Thì điều đầu tiên là do cái thứ nhất là cái vỏ cây này là do anh khách anh lựa chọn, và anh ngoài những cái mẫu anh đã tham khảo tất cả mẫu vỏ khác rồi, nhưng mà thực sự là không có mẫu nào mà anh cảm thấy ưng bằng cái con vỏ C700M này, cho nên là cuối cùng anh vẫn quyết định chọn cái con vỏ này. Và thứ hai nữa là do ở đây là ví dụ ở main và VGA mình đã dùng các sản phẩm của Acer rồi, cho nên là mình muốn tư vấn luôn cái con nguồn cũng đến từ thương hiệu Acer cho nó tất cả các linh kiện đồng bộ với nhau. Và đây cũng là một con nguồn cao cấp nhất của Acer ở thời điểm hiện tại rồi. Nó có thời hạn bảo hành lên tới 10 năm, cho nên là sau khi mà kể cả cái bộ máy này anh dùng hết cái thời hạn bảo hành của nó là 3 năm đi thì nó vẫn còn tiếp tục 7 năm nữa. Và nếu mà trong trường hợp anh khách anh muốn nâng cấp ở các linh kiện, thay thế các linh kiện mới thì vẫn có thể giữ lại con nguồn này và tận dụng. Đây là con 380Ti của chúng ta. Thì một phần mọi người chọn con này là vì lý do nó rất là đẹp, đúng rồi. Nhưng mà với những người nào mà chuyên và hay tìm hiểu về những phần cứng thì đây là một trong những... Đây là con cạc xịn nhất bây giờ luôn. Con cạc xịn nhất bây giờ về hiệu năng tản nhiệt, về các VRM, về MOSFET các kiểu. Bây giờ mà làm rơi là mất 50 triệu rưỡi. Cái này sẽ bị vướng vào chỗ này. Em gắn đây sẽ bị vướng. Thế thì anh đổi cái đấy vị trí 3.1 lên trên một thanh. Rất may là có hai cổng. Công nhận. Cái 3.1 đấy để nằm ngang là tuyệt vời hơn. Đa số các main đều để dọc anh nhỉ? Em thấy đa số toàn để dọc. Anh không biết là có phải giới hạn về cái tính chất vật lý hay cái gì không mà họ không thiết kế cái cổng đấy dọc. Kiểu dây bao nhiêu nhỉ? Dây 24 pin nằm ngang rồi. Dây 3.0 nằm ngang rồi. Thế mà cái kia lại không để dọc ra, không để ngang ra. Như mọi người thấy ở đây thì mình đã lắp xong tất cả những thành phần máy tính vào, và có cả DJ, cả CPU, cả dây nguồn với cả một số dây ở đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ nhờ anh Tuấn Anh để lắp những thành phần của nước vào nhé. Ok, đầu tiên là sẽ lắp block CPU. Thì đây là block có EK, Quantum, Velocity. Đây là một con block thuộc dòng cao cấp rồi.
Ồ, cái này có cả đèn RGB nữa. Đúng rồi, nó sẽ có đèn RGB xung quanh viền này luôn. Đấy, và bề mặt nó trong suốt nhé. Khi nước chảy qua mình sẽ nhìn được toàn bộ nước chảy trong này. Do block cao cấp nên nó tặng kèm một cái tip gọi là keo gấu. Keo gấu xịn rồi. Thường một grizzly các bạn có thể thấy ở đây. Thì đây là cái tập cao su. Vì đằng sau bên này nó có rất là nhiều cái chân đồng, chân chân điện ấy. Cho nên là nếu mà không chập cháy thì mình phải có cái cao su này nó lót lên. Đấy thì nó sẽ cách điện ra mà không chập, tại vì cái tấm này bằng kim loại mà nếu mà chạm là nấu điện. Đúng rồi, chạm là sẽ chập cháy. Anh Tuấn Anh thì đã phết xong tất cả các keo tản nhiệt rồi và anh Tuấn Anh đang lắp block vào. Thì tại sao mình lại cần những cái ốc này anh nhỉ? Những cái lò xo này anh nhỉ? Thực ra là khi mà mình dùng cái gen ấy, mình bắt vào sẽ có tình trạng là cái mình bắt chặt, cái mình bắt lỏng. Cho nên là nếu mà lò xo thì nó sẽ dàn đều cái lực ra bốn góc hơn. Nói chung là thực ra là nếu mà không cần lò xo thì mình có thể bắt trực tiếp vào luôn cũng được, thì cái con ốc phải chuyển dài ra một chút bắt trực tiếp vào, nhưng mà khi đấy thì bắt buộc là cái trong cái quá trình bắt đấy mình phải siết lực cực kỳ chuẩn thì nó mới đều bốn góc vào nhau được. Đấy, thì nó mới siết đều vào được. Đấy, những cái radiator và những cái quạt ở này là nó có rất là nhiều dây và dây nó lại ra nhiều nhánh khác nhau. Đây các bạn có thể thấy một cái quạt, riêng một cái quạt thôi đã có 2 dây và là tận 3 đầu lận. Cái đầu này là để nối tiếp thôi, nhưng mà sẽ có một dây nguồn PMW với cả một dây RGB. Nên là chơi những cái đầu này tốn rất là nhiều dây và phải đi dây rất là gọn thì nó mới đẹp được. Ở phần bơm đây thì chắc sẽ có nhiều bạn hỏi vì sao mình không gắn bơm trực tiếp vào cái phần giá đằng sau của cây. Thì bởi vì đây nó như các bạn thấy là trên này nó có một cái phần dây nối dài 24 pin của Lianli. Cái dây này có RGB cho nên là mình đã muốn kết hợp là đặt cái dây đấy đằng sau cái bơm. Bản thân cái bơm này cũng là một cái bơm có cái tấm dạng dẹt, và thứ hai nữa là cái thân bơm hoàn toàn trong suốt, cho nên là nếu mà được đặt cái dây RGB đằng sau thì nó rất là đẹp. Cho nên mình đã đẩy cái bơm ra phía trước. Và khi đẩy ra phía trước thì nó sẽ mắc cái vấn đề là nó không thể cố định được cái bơm này vào cái phần vỏ cây, tại vì đơn giản là nó không được tiếp xúc với cái phần vỏ cây nữa. Cho nên mình đã phải chế ra những cái giá. Cái giá này thì được bắt trực tiếp vào phần quạt và phần đáy ở phía bên dưới. Và trong quá trình chế này thì mình đã kiểm tra lại bằng cách là cầm thử vào cái bơm và lay lại, thì có thể kết luận được rằng cái giá này nó cực kỳ là chắc chắn. Khớp nối đây là đều chặt rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta cho nước vào anh nhỉ? Đúng rồi, bây giờ sẽ tiến hành, trước khi cho nước thì sẽ tiến hành test. Vâng, đúng rồi, test. Ở đây đã có một cái bộ test giò rồi. Rồi, bây giờ bơm này. Lên đều như này là chắc chắn là không, hiện không, tại là không bị giò rồi. Nếu mà mình cho chạy quá tới 1 thì nó bị nổ ống luôn hay thế nào? Nếu mà quá căng thì nó sẽ dẫn đến hỏng cái linh kiện trong này, cho nên tốt nhất là nên ở mức 0,5 thôi. Đây mình quá 0,5 một tí là được rồi. Thì đây cái áp suất gọi là nhà sản xuất khuyến cáo ấy. Đấy thì mình sẽ để mức này và để trong đợi trong một lúc, chỉ cần nó không giảm là được. Đúng rồi, không giảm. Ok, nãy giờ thì cái áp suất này không giảm, chứng tỏ là cái giàn này của mình đã kín rồi, cho nên là bây giờ có thể hoàn toàn yên tâm châm nước vào đây. Ok. Bây giờ thì em có thể thấy nước của chúng ta, đây là nước của EK, đây là bản Clear. Nước này thì nhìn
trông thì khá là giống nước cất nhưng mà thực ra là nó hoàn toàn khác. Màu giống thôi nhưng mà bên trong thì nó thành phần chống ăn mòn, chống rêu tảo. Thì đấy là chuyên dụng dành cho tản nhiệt nước rồi. Để em thử mở xem. Cái này thì thực ra là dùng nước gì cũng được đúng không? Nhưng mà vấn đề là để bảo toàn cái bộ máy và để cho bộ máy có thể hoạt động một cách mát mẻ lâu dài thì mình cần những cái nước này, nước chuyên biệt như này. Có bao giờ anh dùng quá mất 1 lít này không anh? Có những cái bộ máy mà nó dùng 2 liter hoặc là chạy cho cả cạc của hoại có thể sẽ dùng tới 2 bình. Nhưng mà cũng không dùng hết được, chắc bình rưỡi. Tầm một bình rưỡi. Ui, chói mắt thế nhờ. Rồi, bơm hút nước vào. Rất nhanh. Rồi, ok. Rồi. Mình lại bơm tiếp. Mình lại cho sự ngồi tiếp. Uầy, công nhận con máy sáng thật tinh nhờ. Khắp nơi RGB. À, thế là cũng gần đầy rồi đấy nhỉ? Dần đầu sẽ hơi có nhiều bọt khí. Mà xong nó sẽ cứ đi chạy dần. Dần dần là khi mà trong hệ thống này nó kín rồi thì cái bọt khí này sẽ hết. Xong các bạn có thể thấy ở trên này là mình đã có gắn một cái thanh LED khiến cho cái đèn nó phản và chiếu vào cái radiator này nhìn rất là đẹp. Nó mới tạo được một cái phong cách riêng. Chẳng hạn ví dụ như mà khách của mình để màu đỏ chẳng hạn, ui nó phản lên đúng như kiểu Star Wars anh nhỉ, trông chất lượng. Cái này để lắp sau nhé, Nhưng mà có dây điện đi cho sáng. Thế ạ? À? Ban nãy thì cái dây điện ly này chưa sáng cho nên là hiện giờ thì Hoàng nó phải chỉnh lại một chút cái dây phần dây đằng sau. Có lẽ là có thể cái dây cấp nguồn nó vẫn chưa được cắm. Ok, em bật thử đi anh, em cắm rồi đấy. Em cắm rồi. Xong rồi. Ok, bật thử cho này. Ui. Wow. Đấy nhỉ, thế bây giờ em gắn nút. Quá cái... sáng luôn. Em gắn nút cái mặt trước vào nhá. Ok. Wow. Cây đáng tiền rồi đấy. Toàn bộ phần hộp cây này đã sáng vô cùng rồi. Dưới gầm này. Ở mặt trước và cả bên trên luôn. Bên trên này có đèn nhé. Đó, kỳ đẹp luôn. Bây giờ thì chúng mình sẽ dọn dẹp và test một vài tựa game trên cái bộ PC này nhá. PC khủng này mà không test game thì hơi phí. Hơi phí đúng rồi anh. Mà không cho công ty. Chúng ta sẽ test ở đây đó chính là 7 tựa game, trong đó có 3 tựa game eSports và 4 tựa game AAA. 3 tựa game eSports thì đầu tiên sẽ có Liên Minh Huyền Thoại với mức FPS trung bình là 217 FPS. Còn với Dota cũng một tựa game MOBA là mức FPS trung bình 206. Và cuối cùng Valorant là với mức FPS là 256 FPS. Còn với những tựa game AAA thì đầu tiên chúng ta sẽ có là Gears 5 với mức FPS trung bình là 77 FPS. Còn sau đó chúng ta sẽ có là Borderlands 3 với mức FPS trung bình là 60. Sau đó sẽ là Shadow of the Tomb Raider thì mức FPS trung bình cũng rơi vào khoảng tầm 78. Còn cuối cùng chúng ta sẽ có đó chính là Assassin's Creed với mức FPS là 61. Tất cả những tựa game này thì đều đã được đặt ở mức setting là full, tức là cao nhất có thể, và ở độ phân giải là 4K. Rất là khủng đấy ạ. Với một cấu hình cao như thế này thì mình nghĩ rằng các bạn nên sử dụng tản nhiệt custom, bởi vì nó không chỉ đem lại một hiệu năng tản nhiệt tốt mà là còn đem lại một cái hình ảnh, một cái dáng vẻ rất là tuyệt vời. Đó. Nhưng mà thường thì mọi người khi mà sử dụng tản nhiệt custom hay lo lắng về vấn đề là bảo trì, bảo dưỡng hoặc là thay nước đúng không? Nhưng mà đừng lo, bởi vì Hà Nội Computer sẽ giúp đỡ các bạn trong vấn đề đó một cách dễ dàng. Đó. Rồi. Như mọi thế ở đây thì với cấu hình như này, với cấu hình cao như này, chúng ta sẽ có một trải nghiệm chơi game cực kỳ là tuyệt vời, rất là mượt mà và êm dịu. Đúng không ạ? Không chỉ ở Full HD mà còn 2K, 4K anh nhỉ? Đúng rồi, và đây cấu hình này thì chắc chắn là tầm 4K hay 4K chơi vẫn thoải mái luôn. Vẫn thoải mái luôn. Và với những đường nước này thì anh thấy thế nào nhỉ? Thử thách này thì nha.
Ừ, anh thấy cái bộ nước này thì cũng là một trong những cái bộ rất là tâm đắc của mình rồi. Tại vì ở đây nhìn, chỉ cần nhìn thấy thôi đã thấy đẹp rồi. À, đúng rồi, nhìn rồi. Mở kính ra hay đóng kính vào đều rất là đẹp. Và thực sự rất là cảm ơn anh Tuấn Anh vì đã lắp một bộ PC như này, lắp bộ nước như này. Và rất cảm ơn anh khách của chúng ta đã lựa chọn Hà Nội Computer để mua bộ PC và đi nước ngầu như thế này với một giá trị cao như vậy. Và nếu các bạn cảm thấy hứng thú với những sản phẩm có mặt tại đây thì đường link sẽ nằm dưới mô tả. Còn nếu các bạn cảm thấy video nào hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn tại một video sau.